Chào quý vị đến chương trình Trực Diện TV. Chiến sự đang diễn ra vô cùng ác liệt ở giải Gaza giữa lực lượng Hamas và người Do Thái, cũng như là một cái chiến sự khác đã diễn ra trong 2 năm vừa qua, đó là Nga và Ukraine. Nước Mỹ thì can dự gián tiếp vào coi như là hai cái sự kiện này, và nước Mỹ đang bỏ tiền ra và đang có dự định để tiếp tục bỏ tiền ra cho cả hai cái chiến trường này. Và hiện giờ thì trong cái hệ thống chính trị của Hoa Kỳ, cụ thể là lập pháp và hành pháp, đang có những cái sự tranh cãi vô cùng gay gắt về cái vấn đề này. Những ngày vừa qua người ta đặt ra một cái câu hỏi liệu Mỹ có phải là đang dứt sữa Ukraine hay không? Tổng thống Zelensky có phải đang chuẩn bị để mà hát cái bài khi đồng minh tháo chạy, để mà tức tối, để mà bắt đầu quay qua để mà chửi Mỹ hay không? Và Tổng thống Zelensky của Ukraine trong mấy ngày vừa qua đã phải trông chờ từng giờ, từng phút, từng ngày và mong mỏi những cái đồng tiền gọi là cứu trợ của Hoa Kỳ, những cái đồng tiền viện trợ quân sự của Hoa Kỳ. Và ông ta luôn luôn nói rằng là Ukraine chiến đấu không phải là chiến đấu cho mỗi cái Ukraine mà chiến đấu cho Mỹ, chiến đấu cho NATO. Bởi vì những người Mỹ họ cũng đã hiểu và họ cũng đã nói từ trước đó, tức là một cái chiến thắng của Nga sẽ là dẫn theo những cái cuộc chiến tiếp tục sau này là giữa Nga và NATO. Tức nghĩa là Nga mà chiến thắng được Ukraine thì Nga là trở thành một cái đối đầu với cái khối NATO ngay tại cái châu châu Âu. Chính vì vậy cho nên là người Mỹ họ đã dốc sức họ làm nhiều thứ. Tuy nhiên thì trong hơn coi như là gần 2 năm vừa qua, Mỹ đã bỏ gần 78 tỷ Mỹ kim vào trong cái khu vực này nhưng mà chẳng có mang lại cái hiệu quả gì cả. Bây giờ thì trước cái tình hình mới đó, ông Tổng thống Joe Biden đã đưa qua bên Quốc hội, cụ thể là ở Hạ viện, một cái hồ sơ theo đó thì đề nghị Quốc hội thông qua một cái chuẩn chi ngân sách lên tới 105 triệu 105 tỷ Mỹ kim. Trong đó thì gồm có bốn cái vấn đề lớn. Và ở phía bên Quốc hội, do bên Đảng Cộng hòa họ họ nắm đa số, họ không chịu. Họ nói bây giờ trong bốn cái gói đó, bốn cái vấn đề đó cần phải minh bạch ra, cần phải làm rõ ra cái nào là chi cho ai, cái nào là ủng hộ cái chiến trường nào, ví dụ như ủng hộ cho coi như là Israel là bao nhiêu, ủng hộ cho Ukraine là bao nhiêu, ủng hộ cho coi như là Đài Loan là bao nhiêu, rồi ủng hộ các cái chiến những cái chính sách về vấn đề biên giới đó, bảo vệ biên giới của Hoa Kỳ như thế nào, và ngoại trừ những cái chính sách nhân đạo khác nữa thì cần phải có một sự minh bạch. Và những người bên bên Đảng Cộng hòa ở Hạ viện thì yêu cầu ông Tổng thống Joe Biden phải tách biệt đó ra, phải làm 4 năm cái hồ sơ riêng và mỗi cái hồ sơ phải có cái sự giải trình rõ ràng. Và thậm chí là Hạ viện người ta còn phải tổ chức những cái buổi theo cái kiểu rằng ngập điều trần nữa, tức là mời lên giải thích và làm rõ và phần nào chi cho đúng, nào chi cho sai, giống như là một cái người mà giám đốc tài chính nè. Người ta sẽ duyệt chi cái phần nào là đúng, phần nào là không đúng, và người ta cắt bỏ bớt, chứ người ta không có phải là đơn giản mà dễ dàng mà thông qua như vậy. Nhưng mà ngược lại ở phía bên ông Tổng thống Joe Biden và Nhà Trắng thì không có đồng ý cái điều đó. Ông Joe Biden này muốn nói rằng là ông ta thông qua cái dự luật chi tiêu trong 5 cái dự luật luôn, 5 cái dự luật trong một cái thôi, để mà dễ dàng mờ mắt Quốc hội và Quốc hội phải thông qua cái này, phải thông qua cái kia luôn. Trong khi đó thì chúng ta thấy là trong 105 tỷ Mỹ kim đó thì có khoảng chừng 61 tỷ rưỡi là ông Tổng thống Joe Biden muốn rằng là viện trợ tiếp tục cho cái chiến trường Ukraine. Tuy nhiên là ở phía bên Đảng Cộng hòa không chịu. Họ nói rằng họ không có muốn là chi tiết cho cái Ukraine nữa, và cái đó cần phải là bàn cãi sau. Bây giờ đầu tiên hết á là phải chi cho những cái gì mà cấp bách. Chính vì cái điều này ông Tổng thống Joe Biden và phía bên những người lập pháp của Đảng Cộng hòa đang tranh cãi dữ dội, và có thể nói rằng Ukraine đã trở nên là một cái anh hề, trở nên là một cái người tay sai của Hoa Kỳ, và càng lộ mặt ra là tay sai của Hoa Kỳ và khối NATO. Sống bằng cái đồng bơ sữa, dòng tiền của Hoa Kỳ. Chính vì vậy thì cái cuộc chiến đó nó cũng
nó cũng sẽ chấm dứt ngay lập tức, thậm chí là nó sụp đổ ngay lập tức sau khi mà Mỹ không còn cái viện trợ nữa. Và bây giờ người ta cũng đặt ra cái vấn đề là Mỹ sẽ viện trợ đến bao lâu. Thì đó mới là hàng loạt những cái vấn đề. Thì bây giờ trở lại cái dự luật mà ông Tổng thống Joe Biden đưa ra đó. Thì trong đó thì ông ta nói rằng là phải trong năm cái dự luật này gồm trong năm cái phần, thì đầu tiên hết đó là cái phần mà viện trợ cho Israel. Israel thì khỏi nói rồi, kể cả hai đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ đều coi Israel là một cái đồng minh thân cận. Không có ông Tổng thống nào, không có một cái đảng nào ở Mỹ mà quay lưng lại Israel cả. Bởi vì đây một cái đồng minh thân cận rồi. Và một cái dự chi là khoảng 14 tỷ 3 Mỹ Kim để mà viện trợ cho Israel, người ta nói là cần phải thực thi ngay lập tức, cần phải thông qua nhanh chóng. Và rất có thể là cái phần này sẽ được lập ra một cái dự luật riêng, và dự luật đó sẽ được thông qua Quốc hội. Và người ta dự đoán rằng Hạ viện của Hoa Kỳ sẽ thông qua vào tuần tới. Tuần tới để mà chuyển cái 14 tỷ 3 này ngay lập tức cho cái xứ Israel. Và chúng ta biết rằng Israel hay là Do Thái đó thì được hưởng cái phần tài trợ của Hoa Kỳ hàng năm. Gần như là Hoa Kỳ đóng hụi chết cho Israel. Cái số tiền mà Hoa Kỳ viện trợ cho Israel hàng năm lên tới 4 tỷ Mỹ Kim. Hoa Kỳ thì viện trợ cho rất là nhiều nước ở trong cái khu vực, nhiều khu vực ở trên thế giới. Thí dụ như trong cái khu vực Trung Đông, Ai Cập cũng đã từng nhận những cái số tiền có thể là hàng năm có thể lên tới cả tỷ Mỹ Kim. Để mà củng cố nhiều cái vấn đề về an ninh, rồi và giữ hòa khí, rồi ngay cả Israel cũng vậy, củng cố quốc phòng, củng cố đủ thứ hết. Chính vì vậy mà người ta mới lý giải rằng cái Israel tại sao nó mạnh như vậy. Nó chỉ có bao nhiêu triệu dân đâu mà nó rất là lớn mạnh. Và cái sự đầu tư của nó đi vào chiều sâu, bởi vì nó là con cưng của Hoa Kỳ, có những cái sự chuyển giao về hàng loạt những cái công nghệ cao. Và cách quản lý cũng như là những cái phần mềm mà trong cái việc mà định hướng phát triển quân sự theo cái kiểu mà hiện đại. Thì cái việc mà Israel đó là không thể là chậm trễ rồi. Và cái điều này là người ta nói rằng sẽ được thông qua. Thì có thể nói rằng cái đề nghị kế tiếp á là cái yêu cầu thứ hai là việc mà đề nghị 14 tỷ để mà củng cố cái biên giới. Củng cố biên giới thì bây giờ nhiều người bên đảng Cộng Hòa không chịu, họ nói là bây giờ phải xem xét lại cái phần đó. Cái biên giới là phải coi lại những cái luật lệ và cách quản lý của phía bên ông Joe Biden như thế nào. Bên đảng Dân Chủ đã mở cửa biên giới để cho hàng triệu người chui qua biên giới rồi nhập cư bất hợp pháp, tạo ra một sự khủng hoảng, sự dữ dội, rồi bây giờ tung hàng tấn tiền ra để mà gọi là giải quyết nhân đạo cho những cái người đó, mà nó không tạo ra một cái căn cơ để ngăn chặn các cái làn sóng mà gọi là những người di dân bất hợp pháp, và nó tạo ra một sự bất công cho những cái người lao động nghèo ở Mỹ. Bởi vì lao động nghèo ở Mỹ, người ta ở Mỹ hợp pháp nhưng mà người ta lại không có được hưởng các cái chế độ, trong khi những cái kẻ này là những kẻ di dân bất hợp pháp thì lại có nhà ở, có chỗ, có lương thực thực phẩm để mà ăn, không phải đi làm gì hết mà còn được trợ cấp và còn được cho luôn coi như là bảo hiểm về y tế nữa. Tất cả những cái điều đó là một cái điều mà rất là sỉ nhục đối với những người Mỹ hợp pháp. Những người Mỹ, người ta đến Mỹ, có nhiều người phải đợi hàng chục năm, hàng nhiều chục năm mới đến được Mỹ. Họ phải đợi giấy tờ để mà họ đi hợp pháp, họ phải tốn hàng tấn tiền để mà họ đầu tư vào cái nước Mỹ, họ làm giàu cho cái nước Mỹ, trong khi những cái kẻ mà trốn chạy như thế này. Cho nên những người bên đảng Cộng Hòa không chịu, họ đã phải có một cái căn cơ, phải nói rõ lý do vì sao để mà không có cái chuyện mà sử dụng những cái đồng tiền mà của người dân của Hoa Kỳ vào những cái việc mà vô bổ như vậy, những cái việc mà nó chả có mang lại cái an ninh gì cho cái nước Mỹ cả. Và cái việc mà chi tiền như vậy đó, thí dụ như một cái thượng nghị sĩ là Bill Haraty cũng đã cho biết rằng đó là cái việc làm này nó làm trầm trọng thêm cái cuộc khủng hoảng biên giới chứ chẳng ngăn chặn được cái gì nó cả. Bởi vì có khi mà đưa ra tiền nhiều thì người ta lại còn khuyến khích đi thêm nữa chứ làm cái gì đâu. Rồi cái thứ ba đó là cái điều mà then chốt mà hồi nãy giờ chúng ta đang nói, đó là cái việc mà chi 61 tỷ tư cho xứ Ukraine. Thì nhiều người cũng đồng ý là phải chi, nhưng mà người ta đòi hỏi là phải rõ. Nhưng mà phía mà đảng Cộng Hòa thì gần như là muốn ngăn chặn, nói là Mỹ tốn tiền quá cho cái này, mà bây giờ mà xác định mà Nga cũng chưa phải là cái đối thủ,
đối thủ của Mỹ không phải là Nga, đối thủ của Mỹ á là Trung Quốc chứ không phải là Nga. Cho nên là hai bên họ cãi nhau rất là dữ dội. Và bởi vì bây giờ đó ở phía bên Đảng Dân Cộng Hòa họ nói rằng nếu muốn thông qua cái 61 tỷ tư này đó thì bây giờ phía ông Biden phải cho một cái giải trình là cái phần tiền mà 76 tỷ 8 đó mà đã viện trợ trong suốt thời gian vừa qua thì đã mang lại cái hiệu quả gì rồi và nó đã được chi ra làm sao, và cái phần đó là cái phần mà gọi là cái tiền cứng đó, còn chưa tính nói hàng loạt những cái chi phí mà gọi là hỗ trợ của cái nước Mỹ nữa. Ví dụ chi phí mà Mỹ sử dụng các cái lực lượng để mà hỗ trợ xứ Ukraine về cái do thám, về tình báo, về hàng loạt cái việc mà sử dụng vệ tinh, rồi sử dụng những cái chuyên gia của Hoa Kỳ để mà giúp đưa những cái thông tin mà định hướng cho cái chiến trường của ở phía bên Ukraine. Hàng loạt thứ mà có lẽ là nếu mà tính toán ra có thể là cả trăm tỷ rồi chứ không phải là đơn giản. Và cái việc mà người ta yêu cầu rằng đó là cái cuộc chiến với nước Nga là ông Joe Biden phải nói rõ rằng là có chiến đấu tới cùng hay không, hay là đánh trống rồi bỏ dùi, rồi hay là cũng là đồng minh tháo chạy nữa, hay là thay đổi chiến lược cũng chơi giống như Afghanistan. Afghanistan chúng ta nhớ rằng khi mà ông Joe Biden lên làm tổng thống thì ông ta rút ngay lập tức, rút một cách nhục nhã, rút còn tệ hại hơn là cái chuyện rút quân ở Nam Việt Nam, một cái sự sụp đổ, một cái sự thua thiệt của cái quân lực của Hoa Kỳ ở tại miền Nam Việt Nam, đó cũng là một cái vết nhơ rồi. Và cái vết nhơ đó thì còn đưa vào cái hiệp định, rồi còn rút ra, còn có hiệp định ba bên bốn bên, rồi cũng rút ra, rồi sau đó 2 năm thì Việt Nam Cộng Hòa, một cái chính quyền mà được gồm bị cáo buộc rằng là tay sai của Mỹ á, chưa có chết liền. Trong khi thì ở Afghanistan thì có thể nói là Mỹ rút quân chưa kịp nữa thì cái chính quyền tay sai nó rớt ngay lập tức, nó tanh bành liền và nó mất chính quyền, nó sụp đổ một cách chóng vánh. Thì bây giờ ở phía bên Đảng Cộng Hòa họ nói rằng ông Joe Biden phải giải thích là có ủng hộ tới cùng cái xứ Ukraine hay không và ủng hộ để mà chiến thắng Nga hay không. Đó thì đó lại là một cái vấn đề nữa. Hay là cứ ầu ơ với dầu, cứ gửi vũ khí, cứ để mà nuôi dưỡng cái cuộc chiến này và làm cho người dân Ukraine tiếp tục chết, tiếp tục phơi thây ở trên các cái chiến trường và lùa những cái lứa thanh niên ra cái mặt trận như vậy để chiến đấu về một cái bước đi. Và họ cũng nói luôn là cái việc mà viện trợ hàng tấn tiền như vậy đó thì bây giờ nếu muốn giải quyết sớm cái cuộc chiến này thì Mỹ cần phải đã đến lúc phải chuyển giao những cái vũ khí mà cực kỳ tối tân của Mỹ, gọi là mang tính chất áp đảo, mang tính chất quyết định chiến thắng ở tại chiến trường cho Ukraine chưa? Hay là đi bán mấy cái đồ cũ, mấy cái đồ mà tồn kho để mà giải quyết cho cái nhóm mà lợi ích, những cái nhóm mà tài phiệt về vấn đề mà súng đạn, vũ khí, có phải là như vậy hay không? Hàng loạt những cái vấn đề người ta tranh cãi và người ta đưa ra. Thì chúng ta thấy rằng hiện giờ đó xứ Ukraine trong mấy ngày qua họ rất là trông chờ. Ở phía bên Hoa Kỳ thì không thể thông qua được cái nghị trình, không qua được cái ngân sách mà gói lớn như vậy, hàng gần mấy chục tỷ. Ông Zelensky thì đang chờ một cái gói lớn như vậy. Trong khi đó đó thì ở phía bên Nhà Trắng, tức là vai trò của tổng thống, họ không có được chi cái lớn như vậy. Họ có thể là điều khiển những cái ngân sách nào đã được thông qua rồi. Hàng năm thì ngân sách của Hoa Kỳ dành cho phía bên quốc phòng đó khoảng chừng gần 800 tỷ Mỹ kim. Thì cái việc mà 800 tỷ đó thì ở ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông quản lý và ông điều tiết tất cả những cái thu chi trong cái vấn đề quốc phòng của cái năm đó. Thì vừa rồi phía bên chính phủ làm Nhà Trắng cũng đã yêu cầu phía bên ông Lloyd Austin đó, là ông Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ, là phải xem xét trong cái gói ngân sách của mình có thể là chi ra được phần nào đó để mà ủng hộ cho phía bên Ukraine hay không. Thì nói chung là cũng có những sự tranh cãi và cuối cùng thì ở phía bộ phòng cũng cho biết rằng có một số các cái vũ khí khí tài mà người ta định giá là khoảng chừng 400 mấy chục triệu Mỹ kim đó, chưa tới nửa tỷ nữa. Và nếu Ukraine muốn thì có lẽ là nhận cái phần đó. Nhưng mà chúng ta hiểu được rằng một cái chính quyền mà gọi là tay sai của Mỹ như là cái xứ Ukraine, tay sai của Mỹ là cái điều mà chúng ta không thể nào chối cãi được rồi, bởi vì sống và cuộc chiến đó mang tính chất ủy nhiệm và do Mỹ và NATO điều khiển,
và do Mỹ và NATO móm từng cái lương thực thực phẩm, từng cái trang phục, từng cái coi là vũ khí khí tài. Cho nên là cái gọi là cái chính quyền, cái bộ máy mà tay sai đó họ mong muốn cái tiền nhiều hơn, và nhiều cái vấn đề gọi là tham nhũng, tham ô hay là lãng phí cũng đã đặt ra rất là nhiều rồi. Thì cũng giống như Afghanistan, chúng ta thấy rằng khi mà có một số quân số đó thì báo rằng cái quân số lớn như vậy, khi mà nó chừng nó rã rời rồi, ta mới thấy rằng nó không có đúng. Mà hàng nhiều năm trời, cái chính quyền tay sai Afghanistan đã sử dụng những cái lực lượng khống đó để mà lấy tiền của Hoa Kỳ, trả lương cho những cái người lính bao nhiêu họ nâng khống lên, và cái chế độ tham ô thối nát. Những cái quan lại trong một cái chính quyền mà tay sai đó thì chúng ta cũng đã nghe tố cáo rất là nhiều rồi. Thì bây giờ đó, ông Zelensky đâu có muốn đâu. Đâu có muốn là nhận khoảng nửa tỷ Mỹ Kim để làm gì, mà bây giờ mà mấy anh cũng không đưa tôi tiền tươi tóc thật, mà đưa ví dụ như mấy cái xe tăng, mấy cái thiết giáp, mấy cái quả tiễn gì cũ cũ, tôi đâu thích đâu. Rồi bên cạnh đó đó, cái yêu cầu thứ tư là trong cái gói cứu trợ này là cái phần 7 tỷ tư để mà dành cho viện trợ coi như là cho Đài Loan cũng như là các cái đồng minh khác ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Thì dành cho các khu vực khác Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, ở Đài Loan thì đồng minh của Hoa Kỳ thì chúng ta đã biết rồi. Và trong cái gói này thì không có ông Joe Biden, nó không có nói rõ là dành cho ai và như thế nào, nhưng mà phía bên Đảng Cộng Hòa thì yêu cầu là nói rõ là coi như là có ủng hộ cho Philippines hay không, và ủng hộ Philippines bởi vì hiện giờ Philippines đang bị Trung Quốc bao vây ở trong cái khu vực gọi là bãi cạn Second Thomas, hay tiếng Việt còn gọi là bãi cỏ mây đó. Rồi Đài Loan thì ủng hộ Đài Loan tới đâu, và bên cạnh Đài Loan, Philippines ra thì còn có những cái nước khác nữa hay không, những cái nước mà thân cận với Mỹ để đảm bảo cho cái sự mà đối chọi lại cái sự bao vây của Trung Quốc hay là cái sự bắt nạt của Trung Quốc. Và ngay cả như một cái đồng minh mới của không phải là đồng minh mới mà một cái đối tác chiến lược mới của Hoa Kỳ, một cái thân tín, và Hoa Kỳ lúc nào cũng khen ngợi và cũng đánh giá rằng có một vị trí cực kỳ quan trọng ở khu vực Đông Nam Á và trong cái chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ, đó là Việt Nam. Thì trong cái gói 7 tỷ tư này có hay không và cung cấp được những gì cho các cái nước đó. Ví dụ như có viện trợ trong cái gói đó làm cho những cái tàu chiến hay là những cái bảo vệ hải đảo, những cái máy bay mà để mà tìm kiếm cứu nạn do thám gì không? Tất cả đây là những cái câu hỏi. Và cái dự luật cuối cùng đó là cái dự luật và 9 tỷ Mỹ Kim còn lại là nói rằng là để xem xét và để mà viện trợ nhân đạo. Cái viện trợ nhân đạo đó là đặt ra là viện trợ nhân đạo ở đâu? Và cam kết của chính phủ là viện trợ cho ai, và trong đó có viện trợ cho cái giải Gaza hay không. Giải Gaza và viện trợ cho những người mà chạy nạn đó thì ở bên Đảng Cộng Hòa họ đồng ý, nhiều dân cử họ đồng ý. Tuy nhiên cái số tiền 9 tỷ Mỹ Kim đó, nếu mà viện trợ gọi là tái thiết Gaza thì họ không chịu. Họ nói cái lỗi người Mỹ đâu có gây ra cái trận chiến đâu, bây giờ mà phải lấy tiền của người dân Mỹ ra để mà tái thiết, xây dựng lại nhà cửa các thứ. Những người ở Mỹ thì họ không có dám nói tới Israel, nhưng mà họ nói tới Iran. Họ nói rằng cái cuộc chiến này do Iran xúi dục, do các cái nước ở trong khu vực đó thù hằn với Mỹ, thù hằn với Israel, tạo ra một cái cuộc thảm sát vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, cho nên họ phải chịu trách nhiệm. Mỹ phải móc tiền của những người đó chứ không thể lấy tiền của Mỹ để mà tăng cái viện trợ như vậy là không có được. Cho nên thì bây giờ thì cãi nhau và cái gói cứu trợ này không được thông qua, đến bây giờ vẫn không được thông qua. Trong khi đó đó thì ở bên Hạ viện họ muốn thông qua từng cái, họ thông qua mà riêng lẻ. Ông Joe Biden thì cũng đã đưa ra những cái lời đe dọa rồi. Ông nói rằng nếu như mà thông qua những cái gói mà riêng lẻ thì ông ta sẽ phủ quyết. Ông Tổng thống có cái quyền phủ quyết như vậy. Thông thường thì một cái dự luật thông qua ở Quốc hội xong rồi phải đưa lên bàn của Tổng thống. Chỉ khi nào Tổng thống ký á, thì lúc đó mới ban hành luật và nó mới trở thành luật lệ. Chứ còn ông Tổng thống không ký, ông không ký thì ông có cái quyền gọi là dùng cái từ là phủ quyết. Ông phủ quyết thì cái dự luật đó đi vào thùng rác.
Hoặc là ổng không thủ quyết mà ổng cứ để đó, ổng ầu ơ với dầu ổng kéo dài ra mà nó quá 12 tháng thì coi như có dự lực tự chết. Chính vì vậy thì ở Mỹ á, người ta phải có một sự thỏa hiệp, một cái sự thống nhất, và người ta gọi cái đó là cái sự kiềm chế lẫn nhau. Bên Nhà Trắng mong muốn cái số tiền là 105 tỷ, trong đó thì ổng nhập nhằng đủ thứ chuyện gom vào một cục. Nhưng mà ở phía bên quốc hội thì họ kiềm chế là nó không được xài vậy nhiều quá, bớt đi. Rồi họ muốn giết sữa luôn Ukraine. Cho nên là hiện giờ là Ukraine là đang rất là lo, đang đi trên dây, đang ngồi ở trên lửa. Và bây giờ thì không biết số phận của mình là như thế nào. Bữa nay thì đồng minh với Mỹ, Mỹ thì mới tháng trước đây đi sang Hoa Kỳ, đi sang nào làm Canada đồ các thứ. Rồi thậm chí là Mỹ lúc mà họ cần nó, họ muốn trang trí, họ muốn thông qua để mà lấy ngân sách của Hoa Kỳ, họ viện trợ, họ muốn bán vũ khí cho cái xứ đó. Hoặc là họ muốn khuyến khích một cái đất nước mà gọi là tay sai với Mỹ, một cái đất nước mà thực hiện một cái cuộc chiến ủy nhiệm của Hoa Kỳ để trở thành một cái anh tiến đầu tiên phong chết thay cho cái nước Mỹ. Thì bắt đầu thì họ vỗ tay, họ hoan nghênh, họ trải thảm đỏ, họ đón vào trong Nhà Trắng rồi, họ cho lên quốc hội để mà phát biểu, vỗ tay rần 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 rần. Những cái kẻ mà cuồng Mỹ, những cái kẻ mà lúc nào cũng chửi Nga đó, thì họ hoan nghênh ông Zelensky lắm. Nhưng mà chúng ta, mà những người mà ở Mỹ lâu thì người ta nhìn quá biết rồi. Bao nhiêu các cái chiến trường rồi, từ thời Việt Nam Cộng Hòa cho đến sau này những cái chiến trường ở Trung Đông, Mỹ đã bao nhiêu lần, lúc đầu lúc nào cũng vậy, vẫn dữ dằn lắm, mời vào, thậm chí là vui vẻ ăn chung ngủ chung, nhưng mà đụng chuyện một cái thì sao, Mỹ quay lưng, gọi là cái quyền lợi của nước Mỹ không còn được nữa. Rồi hai cái đảng này nó cãi qua cãi lại, nói ở tại vì đảng giống như Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa người ta bỏ thì họ nói rằng là vì cái phong trào phản chiến mạnh quá, vì đảng Dân Chủ họ không chịu, vì đảng Cộng Hòa họ có ý kiến khác, vì ngân sách của Mỹ bây giờ chiến lược thay đổi, vì không còn có đối trọng ở trong khu vực nữa, đã quan hệ với Trung Quốc rồi, cho nên là miền Nam Việt Nam không cần thiết phải giữ nữa, không cần phải chặn là sống đỏ sống đen gì đây nữa. Thì nói chung thì họ cái gì họ cũng nói được hết, và cái quyền lợi của nước Mỹ là trên hết. Do đó đây là một cái bài học mà nhiều khi ông Zelensky không thấy, ông không thấy. Và các nước đang quan hệ với Hoa Kỳ đó là người ta cũng đang tận dụng cái mối quan hệ đó để mà tự lực tự cường, để mà vươn lên, để mà vững mạnh, thì sau đó phải đứng bằng cái đôi chân của mình. Chứ còn mà dựa hẳn vào nước Mỹ để mà trông chờ từng cái nghị quyết của Hoa Kỳ, từ cái dự luật của Hoa Kỳ rồi đốc thúc vận động để mà xin tiền như vậy thì nó rất là nhục nhã, và phải nói rằng nó rất là thụ động, và chắc chắn là nó sẽ bị thất bại. Đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị. Xin trả lời quý vị trong chương trình tới.